Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang có mặt tại xưởng của công ty HC Tech ạ. Hôm nay thì đội kỹ thuật của bên mình sẽ tiến hành vận chuyển và bàn giao hệ thống bơm hút chân không cho bệnh viện Hạnh Phúc ở Phúc Diện, Hà Nội. Các anh kỹ thuật của bên mình thì đang tiến hành vận chuyển bình pick up lên xe tải để đi bàn giao nhé. Hệ thống mà chúng tôi tư vấn cho dự án bệnh viện Hạnh Phúc là hệ thống bơm hút chân không Baker với model là U5.301 ạ. Hệ thống sẽ bao gồm là hai máy bơm hút chân không vòng dầu Baker U5.301, một tụ điều khiển tự động, cùng với đó là hai bình tích áp. Mỗi bình tích áp sẽ có dung tích là 1.500 lít, tùy thuộc vào từng nhu cầu sử dụng của bệnh viện hay là nhà máy sản xuất mà HC Tech sẽ có quy trình khảo sát và tư vấn để đưa ra được cho khách hàng phương án hệ thống bơm hút chân không thích hợp nhất. Có thể là hệ thống sẽ linh động theo từng model máy bơm, từng hãng sản xuất, phù hợp với từng chi phí và yêu cầu của khách hàng, hoặc là sẽ tư vấn cụ thể hơn cho khách hàng là nên dùng bình tích áp hay không và sử dụng bao nhiêu bình tích áp, dung tích mỗi bình sẽ là bao nhiêu. Thì quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của bên mình là 0904 643 816 hoặc 0902 176 051 để có thể tư vấn chi tiết hơn cho từng nhu cầu sử dụng của mình. Và trở về với công việc của các anh kỹ thuật thì hiện tại là các anh đang tiếp tục vận chuyển bình tích áp thứ hai lên xe. Bình có dung tích là 1.500 lít nên là khối lượng của bình cũng tương đối nặng ạ. Thì chúng tôi phải cần sự hỗ trợ của 4 anh kỹ thuật tại xưởng ạ. Và đã vận chuyển xong hai bình tích áp lên xe sẵn sàng đi bàn giao cho khách hàng. Thì sau khi mà cố định hai bình tích áp ở trên xe thì tiếp tục kỹ thuật viên của HC Tech sẽ tiến hành vận chuyển hệ thống máy bơm lên xe. Thì hệ thống như mọi người có thể nhìn thấy đây ạ, hệ thống đều được bọc cẩn thận bằng băng co cũng như là cố định cẩn thận về các chi tiết máy, đảm bảo được là quá trình vận chuyển không có sự xê xước hay là hư hỏng về thiết bị. Hệ thống bơm sẽ bao gồm hai máy bơm, một tụ điều khiển tự động và đi kèm với đây sẽ là hai bộ lọc khí đầu vào nằm ngăn chặn bụi bật và dì vật đi vào buồng bơm. Và cũng không kém phần quan trọng là hệ thống sẽ được lắp đặt thêm hai bộ lọc khuẩn đầu ra nằm ngăn lọc sạch và ngăn ngừa vi khuẩn có thể xả thải ra môi trường bên ngoài gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người ạ. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng mà công ty HC Tech cũng hướng đến khi mà lắp đặt hệ thống cho các bệnh viện. Đã hoàn thành đưa thiết bị lên xe rồi ạ. Thì kỹ thuật của HC Tech cũng sẽ tiến hành cố định hệ thống và bình tích áp. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ chèn thêm các miếng xốp và các viên cắt tông nhằm đảm bảo được cái độ an toàn trong quá trình mà chúng ta di chuyển từ xưởng của công ty HC Tech đến địa điểm bàn giao dự án là Bệnh viện Hạnh Phúc ở Phúc Diện, Hà Nội. Thì chi tiết hơn về quá trình bàn giao tại bệnh viện thì mình sẽ quay video và gửi đến cho mọi người trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Và mọi người đừng quên là hãy liên hệ với HC Tech để được tư vấn về máy bơm hút chân không và hệ thống bơm hút chân không qua hotline 0904 643 816 hoặc 0902 176 051. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.